Của Kamen Rider Kabuto nói về tương lai của sự tận thế. Đây liệu có phải là tương lai hay là điểm khởi đầu của toàn bộ series? Ở thế giới này, Z đã hoạt động rất lâu cũng như thế giới đã dần tới bước lụi tàn. Họ đã chế tạo được thêm 3 Rider hoàn toàn mới với sức mạnh của Kabutit Zetter. Kabutit Zetter đơn giản là những chiếc Zetter giống với hình dạng của Kabuto, nhưng có lẽ kích thước của nó nhỏ hơn hoàn toàn, cũng như cơ chế của nó sẽ chuyển thành vòng đeo tay giống như Derby Zetter, chứ không phải là sử dụng thắt lưng. Và trong đồ chơi, chúng ta sẽ nhìn thấy rõ hơn về việc 3 chiếc Kabutit Zetter đơn giản chỉ là việc thay đầu nhau, vì cơ chế chúng hoàn toàn tương tự nhau. Chiếc Kabutit đầu tiên là Headcut Kabutit Zetter, được Hidenari Oda, người đứng đầu của toàn bộ quân cách mạng Neo Z, kẻ đã chống lại Z nhằm bảo vệ nhân loại. Anh ta đã sử dụng chiếc Headcut Kabutit Zetter để chuyển hóa thành Kamen Rider Headcut. Thiết kế của chiếc Kabutit Zetter này được tạo hình bởi loại bọ Headcut màu bạc với hai chiếc sừng đặc trưng của loài bọ, cũng như tông màu bạc thể hiện hoàn toàn cho Rider. Không có quá nhiều điều đặc biệt từ chiếc Kabutit Zetter này. Chiếc Zetter thứ hai là Ketaros Kabutit Zetter, cũng tương tự như vậy, được sử dụng bởi người tên Tetsuki Yamato, kẻ đứng đầu của lực lượng tác chiến của Z tại thời gian này. Hắn ta đã sử dụng nó cùng với chiếc vòng tay của mình để chuyển hóa thành Kamen Rider Ketaros. Thiết kế của Ketaros là loại bọ Centaurus màu đồng với hai chiếc sừng gần như nối ngược lại với nhau. Và cuối cùng là chiếc Kabutit Zetter mạnh nhất, hay đúng hơn là chiếc Zetter được kết hợp cùng với một vật phẩm đặc biệt giúp cho tên Rider Kokasut sử dụng Kabutit Zetter mạnh vượt trội so với hai Rider còn lại. Với danh nghĩa kẻ mạnh nhất, Kamen Rider Vàng Kim sử dụng Kokasut Kabutit cùng với chiếc vòng tay, hắn ta chuyển hóa thành Kamen Rider Kokasut. Người được chuyển hóa là Issei Kurosaki. Hắn ta là một thành viên cấp cao của Z, nhận lệnh trực tiếp từ tổng bộ chỉ huy. Nhiệm vụ của hắn là tiêu diệt toàn bộ cái hù của Z và làm việc chỉ theo mệnh lệnh của Riku Kagami cũng như Masato Mishima. Nhiệm vụ duy nhất của hắn xuất hiện trong movie đó là chờ đợi Kabuto cũng như Gatek. Loại bộ mà Kokasut được thiết kế chính là loại bộ cánh cứng Kavat, với điểm đặc trưng khác với hai loại bộ trước. Loại bộ này có tận 3 chiếc sừng, giống với tạo hình Raikhorn của Kamen Rider Thauser sau này trong series của Zero One. Đó cũng sẽ là một những Rider mình sẽ làm trong series của Zero One. Nếu các bạn thích, hãy like cho mình nhé. Headcut cũng như Ketaros là hai Rider tương tự nhau, nên cách họ sử dụng chiếc vòng tay cũng như hai chiếc Kabutit Zetter là như nhau. Gắn nó vào và xoay nhẹ, nó sẽ giúp họ chuyển hóa thành Rider, bỏ qua trạng thái Market Form, cũng như là xoay ngược nó giống như cách Derby Zetter hoạt động. Họ thực hiện hai đòn tất sát, sử dụng lại vũ khí tái chế của Kabuto. Không có quá nhiều đặc biệt, thậm chí là hơi thô. Riêng Kamen Rider tối thượng Kokasut, hắn ta còn hoàn toàn không sử dụng cái chiếc vòng tay và Kabutit Zetter, thực hiện đòn tấn công dựa hoàn toàn vào chiếc Hyper Zetter của mình.